안녕하세요. xin chào tất cả mọi người. Và đây là đây và đây chính là bạn ơi ra đây. Chờ mình tí để mình làm cái này đã. Chắc chúng ta phải đợi bạn ấy thôi. Thì mình sẽ tham quan. Thì mình sẽ cho các bạn tham quan nhà mình nha. Đây là cái đài phun nước. Đài sô cô la mình đã trang trí tối hôm qua. Còn đây là cái chỗ thôi ngắm cái, nhưng mà mình để cái cầu thang lên để cho bực mình đi rồi á. Mình sẽ bỏ cái người vừa đây. Ủa, đây là chiếc ghế hả? Mình cứ tưởng là cái, mình cứ tưởng là cái bếp thôi luôn á. Còn cái này là mình vô tình mở được luôn, một hộp và chấm luôn. À, còn đây là bàn trang điểm của mình. Thấy đẹp chưa? Còn chân lồng chưa ơi, trang trí gì trên á, chắc là chân lồng mình sẽ trang trí vài thứ. Bây giờ mình sẽ chăm sóc mẹ khoai cây. À rồi, mình mới có cái chín rồi em nè. Xong chưa bạn ơi? Xong chưa bạn ơi? Ủa, cái tóc của mình đâu? Chờ, đợi mình tí nha. Ok, thì đây là bạn của mình. Mình chỉ cho bạn mình mượn ạc thôi, chứ không phải là ạc của bạn của mình đâu. Nên là các bạn cứ gọi bạn nghe là mua nha. Thì mua cái em mua mấy cái 11 kim à. Mà bây giờ muốn có cái ơi, bây giờ bạn muốn đi chơi nè. Đi đâu cũng được hết á. Vậy hả? Vậy bây giờ đi vô trường học nha. Bây giờ nhét vô xách cái đít đi học thôi nào. Ok, thì bạn mình mới vô lần đầu chơi game nên là bạn mình vẫn còn mình chưa biết chơi nha. Điểm S luôn rồi, giờ dễ lắm. Bây giờ vô học toán trước đi. Môn này mình thích nhất trong game luôn á. Để mình bạn chạy gì nhanh thế. Ai cũng như nhau mà. À, chạy. Đừng có chừng lại đợi mình. Cứ chạy tí. Trời à. Sao nhiều bạn dàn cô giáo thế nha. Mình ở ngoài với bạn. Tính ra con mình chưa đẻ luôn á, còn bạn thì đẻ rồi. Đẻ từ lâu rồi mà nâng cấp nó lên level ở năm rồi á. Ôi trời ơi, mình thấy có một bạn coi là siêu trộn kìa. Mình cũng thấy luôn. Siêu trộn mà sao kỳ vậy? Siêu trộn mà mặc đồ nhìn dễ thương ghê á. Đúng rồi. 2.24. Trời ạ. Dễ thế mà cũng hỏi game à. Ôi bạn đâu rồi, bạn hàng mấy vậy? Thì mình đáp án 11. Dễ thế. Mình thấy mấy cái này khó. Trong đẩy. Mình ơ luôn, tao ơ luôn, mình làm đúng luôn á, mình chọn đẩy luôn. Tính ra mình chọn đẩy luôn. Sai. Thì ấn thêm lần nữa. 30. Rồi 34. Dạ, 9. Dạ. Bạn sai bao nhiêu lần vậy? Chưa sai. Yeah, 13. 13 Thảo ơi. Ủa, 13 luôn. Ơi. Tại vì nó đang kỳ kỳ á. Thôi chọn đại đi, chọn sai. Tính ra ngày xưa xẻo lắm. Tại vì bạn mới đi học lần đầu tiên mà. Tiếc hết tiếng rồi. Mình được điểm B cộng, còn bạn thì điểm C. Thôi đi chơi này Thảo ơi. Đi chơi này Moon. Cái gì? Bây giờ giải ra tiếp theo là nói hình vẽ.
đi theo mình nè Thảo. Bà cũng gọi mình Thảo không được, tại vì mình có hai tên mà. Ừ. Ủa, đi bên đây nè, đi theo mình. Bà ê, ngồi chỗ này nè, Emun. Ngồi chỗ này nè. Ủa, mới chơi hay sao? Sao vậy Emun? Mới chơi. Trời, ủa sao bạn nói là bạn chơi lâu rồi? Tại vì cái đó mình nói hồi hôm năm trước thôi, chứ giờ năm này mình chưa chơi lần nào. Ừ. Nhưng mà mình nhớ là mình có cho bạn mượn ạc để mà chơi kỳ trò chơi đó. Mình không nhớ à? Mình thấy trò chơi nói hình vẽ còn vui hơn toán. Ủa bạn nói cái đâu rồi? Trời ơi. Tự nhiên lâu quá không học cái cây bị run. Mình nói được 3 câu rồi. Mình nói được 6 câu rồi á. Còn có mấy bạn nói được 10 câu, mấy câu rồi người kìa. Đừng có đạp. Tại vì mình nói sao nó kỳ á. Ai chù. Ai lộn rồi. Bạn biết nói không? Đang nói nè. Ủa chỗ này làm sao ta? Chắc mấy bạn bất ngờ là có mình trong đây vui lắm. Được. Gì sao? Yeah. Bạn tới mấy hình rồi? Chơi bạn tới mấy hình rồi? Mình chưa đếm, mình không biết hình chưa, mình có đếm đâu. Ở cái chỗ mà cái hình cái bông á, màu xanh á. Gì hả? Bạn làm được bao nhiêu cái? Chưa đếm luôn á trời. Mình làm được 13 cái. Hết. Rồi hết luôn. Bạn làm được 11 cái, mình làm được 13 cái. B. Vẫn là điểm B. Mình cũng vậy nè. Thôi bây giờ đi chơi cái trò chơi không Thảo? Đi. Đi. Mình bấm vô đây, mình đi chơi trò chơi nha. Ê khoan, đừng. Đi vậy? Rồi, đây. Trời ơi. Ủa, bạn đang vào nhà của bạn mà. Ủa lộn. Nhưng mà bạn vô game luôn á, là bạn đang chơi một mình luôn á. Chứ không có mình trong đó. Dù là có người ta nhưng mà không có mình. Không, chơi ngoài Thảo, chơi ngoài. Trời, cái cửa của mình nó việc gì ấy? Kìa, ấm. Tại lần đầu mình chơi cái mình lố thôi, mình lố game. Trời. Chứ nhà mình chơi bập luôn. Ủa mà mình nhớ bạn đâu có điện thoại đâu. Không, cái đó hồi xưa. Ê khoan, đứng lại đi. Đợi mình tí nha. Ê khoan, từ nha. Nè, em ấn vô nhóm chơi. Chấp nhận. Thì chấp nhận nè. Chấp nhận. Trời ơi. Thôi để mình mời lại cho. Chấp nhận. Rồi. Rồi bây giờ mình vô. Bây giờ bạn. Ủa? Vô tham gia. Tham gia. Ok. Ủa? Sao mình nhúng với nắm được vậy? Tại vì về mình nhất nó phải được, tại vì mình là người mời bạn á. Mát trèo lên tòa nhà đang xây. Bạn cứ đi theo mình anh nghe nha. Mà trò này mình không thích tí nào, tại mình chơi dài cái game này lắm. Ủa vậy bạn biết chơi không? Biết chơi ơi bạc mát mà. Vậy mình khỏi cần chỉ nha. Biết chơi nhưng mà có lần mình chơi mình té không à. Ui dạ. Mình thấy bạn làm YouTuber mà cũng làm theo nhưng mà không được. Ở nhà mình cứ hello các bạn, tôi là chân thì thanh thản nhưng mà tên giả của mình là muốn vậy thôi mà làm thôi, chứ mà mình không làm được. Bạn nói bấm vô giáo phẩm đúng không? Ừ. Cái sao mà không làm được luôn. Bạn đi tới đâu rồi? Mình có cái chỗ mà mình không biết nói làm sao nữa. À mà mình lên đến tầng 2 rồi.
phải nói bạn, bạn biết chơi mà. Biết chơi nhưng mà mình chơi già lắm. Mới tới là tới cái cầu một à. Cái đường của mình nó hơi. Mấy bà tránh ra cho tôi đi coi. Đi cái gì đi à, nhanh thế. Rớt rồi nè. Ủa rớt ở dưới đó luôn hả? Không. Rớt ở tầng 3 đến tầng 2. Ủa gì vậy? Tiếng mình té rồi. Em biết nửa ký à? Mình mà té hai. Ê, 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 ngu nghe môn. Vậy? Có, một đứa con gà báo thủ. Để mình đi đường này. Mình chơi gà chắc mình lên thiên đàng quá. Dạ. Trời ơi, rớt ít tầng 1 luôn. Chắc rớt vòng này cũng thua rồi Thảo ơi. Mình lên tới tầng mấy mình không nhớ nữa. Trời ơi, thôi mình chỉ thua nha. Bye. Thôi giỡn, giỡn bị phải cố lên thôi. Mấy bà này đi ra coi đi, mình đi đuôi vậy. Nè, cẩn thận Thảo ơi, coi chừng ta chửi lại mình bây giờ. Gì vậy? Lầu 1 lắm rồi. Xuống lầu 1 luôn, không chịu đâu, không chịu đâu. Thôi tôi chịu thua. Dạ. Dạ. Tôi chịu thua. Tôi nằm dạ. Vậy hả? Vậy mà cũng nằm dạ theo bạn luôn. Chứ chịu thua rồi. Đó bà mình đang nằm ở đâu? Thấy cái cây, em mua có cây em lắm, em luôn mà sang nhà mình thấy rồi. Kìa mình nằm đó kìa. Ờ. Nằm chung bạn luôn. Ngồi ngủ quá. Không biết sao bữa đó mình chơi cái trò chơi này giỏi mà sao giờ không chơi được. Chắc tại vì lâu quá bạn chưa chịu tập luyện á, giống như mình nè. Mình lo chuyện sửa nhà không à, à nên là không. Mình lo làm đẹp không mà. Ê, như ý là đúng đấy, để mình làm gì nè. Nhìn đây. Sao? Sao? Thông báo mọi người, tôi tên là Trần Thị Muôn. Tôi đang tập thể dục rất là mạnh khỏe, nhưng tự nhiên xỉu. Thôi mắc cười quá bà ơi. Ê, khóc luôn đi. Chào mọi người nha, tôi nằm đây. Ê, sắp thua kìa. Thua rồi, thua rồi. Thua đúng gì nữa mà nói này. Nè, ấn vô cái cửa xong rồi ấn vô xác nhận nha. Ừ, mình biết nè. Ê, nhưng mà đợi nha. Ừ, đây. 1, 2, 3. 85 nè. Vậy vô chung được rồi. Ấn vô cùng lúc mà chơi được rồi á. Trời ơi, bạn sợ mát này không? Sợ. Mình sợ con này nó đang làm gì đó. Thôi bạn làm thì ta cũng thấy, không thấy bạn đâu. Mình đi sát vô mấy cái cây á, chứ mình đi vô ngay cái đường là mình sợ cái con này lắm. Vậy hả? Vậy mình đi bên này luôn. Ờ thôi. Anh chết rồi Thảo ơi. Vậy mình sẽ theo dõi bạn nha. An Ngọc Hoàng cho bé gì à? Anh cô quay bạn nè, quay cô đếm luôn. Cố lên nha, cố lên nè. Ủa bạn đang theo dõi ai vậy? Mình đang theo dõi bạn nè. Mình đang theo dõi bạn, thấy bạn đang cười rất tươi. Trời ơi, mới vô lần đầu đã vui lắm rồi. Mà còn gặp con này còn vui hơn. Wow, vui ghê. À, đúng rồi, mình thấy bạn vui á. Đó, mình đã theo dõi bạn. Vì mình đã biến thành ma rồi. Nên bây giờ mình xem bạn. Và mình thấy bạn đang cười rất tươi. Và chạy cực kỳ nhanh. Con nãy chơi ăn gian lắm. Nó để xanh, gì đó. À ơi cái đẹp. Ê mà chủ map kỳ lạ thiệt, mà người làm cái này kỳ lạ thiệt ha. Tự nhiên không cho đèn xanh đèn đỏ mà tự nhiên là rửa xanh rửa đỏ. Để xóa cây chơi với mình đi. Mình được đẹp được hạng mấy ta? Hồi nãy bà xem mình hạng mấy vậy? Mà không nhớ nữa, hình như hạng 8 hay gì á. Đúng rồi. Ê bây giờ hát qua ra nè.
Ơ bạn đâu? Tại vì mình đang mới đang ra. Bạn thấy mình chưa? Chưa. Mình thấy cái nịt à. Để mình cay hay là bạn. Ta cho mình có tiền coi bạn. Mình đã nói là mình không có tiền rồi mà. Đù, không có tiền. Chứ cái này cái gì nè. Cũng trời ơi, ta bán bằng vàng. Vàng bà ơi. Mà ào vàng mà không có. Ủa chứ vàng của mình có không chứ mình không biết nha. Thì bạn cũng không có vàng luôn. Tại vì vàng phải nạp á. Vàng phải nạp nó vô á. Rồi bạn vô chưa? Vô rồi. Ê bây giờ vô đây chơi giống kìm hay hả? Ừ. Hay là quá đồ xì đi bằng bằng nhắn tin á. Ừ. Chừng nào à mình nói xì thì ấn ra nha. Bây giờ ghi trước đi. Từ từ để mình. Bây giờ ghi trước đi. Mình nhận được một bong bóng không có gì. Nhưng mà cái này chỉ được dùng mấy ngày thôi là hết rồi. Thôi cô nói nhiều quá cô ơi. Cô nói nhiều cô cần miếng nữa. Ủa cô. Ủa nhỏ nó lùn mà bà. Lộn. Bây giờ nhắn tin nè. Không nhìn nha. Mà cô không nhìn bạn luôn. Xong chưa Thảo? Thì bạn nói đi. Xong chưa? Thì bạn nói đi. Nói quá. Xì. Kiểu. Rồi em lại nè. Chưa. Chưa nha. Ok. Mình chuẩn bị rồi nha. Xong chưa? Rồi. Một. Đồ. Xì. Búa bao. Vậy là mình chăng rồi. Vậy thôi bạn chăng nha. Ờ. Bạn sẽ. Mình sẽ ấy nhìn vô. Bây giờ mình sẽ thay đồ nha Thảo. Ừ. Mình nhấn vô thay đồ mình không thấy bạn luôn á. Bây giờ mình sẽ. À trời. Đúng rồi trời. Đồ này tưởng ta. Dễ thương quá. Cách này. Hai cái này ta thế nào đây? Tiên để châu á. Ủa mình đang cột hai chùm mà gần như mình nói chị châu. Dạ. Cái này thì chọc cắt đầu rồi. Cái này thì thôi, đeo cái này hoài. Thôi đeo đại cái này luôn đi. Xong chưa Thảo? Xong rồi, đó bạn kiếm được đi. Ai gợi ý được không? Chứ chỗ này ai rộng lắm. Đó bạn đi tìm mình được. Ê, cho ông mà gửi đi. Ok. Gửi đi. Ủa bạn đang núp ở đâu vậy? Ủa mình thấy bạn luôn rồi hả? Bạn có cái trứng để cà nhân ra vô đây bạn biết có không? Thôi kệ đi. Cốt đi chứ mình thấy nó là mình biết bạn chỗ nào à. Thôi mà cách sao? À mình cốt cho. Tại vì mình bây giờ không biết. Thôi mình mượn bạn. Hello các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Nhớ Ý. Chào các bạn nha. Ủa gì vậy bà nội? Tự nhiên bà vô ác. Ui trời ạ. Bây giờ mình sẽ đổ khăn. Mình sẽ đổ điện. Tự nhiên phải rồi cái gì vậy? Không nói gì hết. Thôi bây giờ cái bạn chăng á. Cái bạn chăng á Thảo. Mình đúng là cô gái. Cô gái gì chứ? Gì liệu nít nè. Nết chịu vàng em mà nhất bình dương. Thôi chăng nè. Tính ra bộ đồ của mình giống bạn lắm luôn á. Ủa vậy sao mình đang thấy bạn mặc cái bộ đồ con gấu này vậy? Ê, thay đồ xong chưa bà nội? Thôi bây giờ bạn thay đồ bây giờ mình đi trốn nha. Ừ. Mình gọi ý chú luôn nha. Ừ. Ở trên cao nha. Ừ. Lên cao, kiếm, bạn thấy kiếm dễ hay kiếm khó? Khó đi. Ok. Khó cũng đơn giản mà. Hồi nãy bạn tìm được mình cái mình không biết gì hết luôn á. Ê chưa xong nha. Được rồi. Bạn nhớ úp mặt cho cừu nha. Ừ đang chỉnh sửa cái bộ đồ của mình mà. Vậy hả? Không biết. Mình sẽ chỉnh sửa luôn cái lưng mình có một con mèo. Ủa mình nhớ là mình mang cho bạn rồi mà. À
Rồi ok. Ok, trốn cực kỳ khó rồi nha. Ok, trốn trên cao mà khó rồi nha. Ok, ok. Ok, em mà nhúc miền Tây. Rồi, rồi, trốn, rồi kèm đi. Em chỉnh nhân vật lùn được không? Cho bạn khó thấy hơn. Ờ, nhưng mà thấy tên là bạn, thấy tên bạn là mình biết à. Dạ. 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 Gì vậy? Gì mà cười vậy mà nói? Hồi nãy mà thấy bạn. Hồi nào? Mình thấy bạn mới mở cái gì không nhớ nó, không biết. Để mình tìm bạn đã. Đây, bạn nhìn ngay cái app mình nha. Bạn nhìn nè. Ừ. Xinh. Cứ như nhảy như mà nói. Đúng em đó nha, bạn mà đi. Bạn mà đi mình không chịu nha. Ờ, à, ê, bạn nhìn thấy cái chỗ mình nha. Mình không thấy. Mình đứng im luôn, mình nằm im luôn. Nằm im luôn cho bạn xem. Mình không có chạy luôn nha. Mình không có chạy luôn. Ok, mình không có chạy. Mọi người thấy mình không có chạy luôn. Ok, mình không có chạy luôn. Mình chỉ đi bộ thôi. Rồi mình ngủ chứ. Trời ơi, nãy giờ tôi trốn. Bây giờ, giờ mình gửi cho bạn nha. Không. Gửi nha, ấy được không? Gửi không? Dạ. Nãy mà nói gì vậy? Mà nghe nữa. Nói lại đi. Thôi. Hai mọi người ơi, bây giờ bây giờ bạn mua của mình phải đi về rồi, cái gì ngày nội bắt kêu đi về rồi, nên là bây giờ video đã khá dài rồi, nên là mình mong mọi người thấy video này sẽ hay. Ê, và vui nha. Ok, bye bye mọi người. Ê, bạn ở đâu vậy?